quý vị và các bạn, hôm nay thì nhân một cái dịp đi ngang qua Gò Công cùng một mấy nhóm bạn thì tôi có một cái ý tưởng và nhìn thấy cái nhà thờ, quý vị và các bạn thấy không, nhà thờ Thánh Tâm Trái Tim Đức Chúa Giêsu ở thị xã Gò Công, và cũng là với mục đích là sưu tầm cái bộ sưu tập nhà thờ. Thì tôi ước mong đó thì tôi đã quay lại và đến, thứ nhất là đã viếng nhà thờ, đọc một kinh lạy cha, một kinh tinh kính. Thứ hai nữa là đã đọc cái tượng đài Đức Mẹ, ngay tại được đài Đức Mẹ. Và một cái, nếu các bạn cùng tôn giáo với tôi thì các bạn sẽ thấy ngày hôm nay là ngày 15 tháng 8, là ngày Đức Mẹ hồn xác lên trời, cũng là ngày bổn mạng. Thôi thì có một chút xíu về tôn giáo, bây giờ chúng ta sẽ quay lại vấn đề là tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn thấy những cái nơi tôi đi qua, và hy vọng cái bộ sưu tập này sẽ ngày càng nhiều hơn để phục vụ quý vị và các bạn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi nè. Quý vị và các bạn biết không, thì bắt đầu cái cuộc hành trình đi, thì hồi nãy cũng có nghe một số chị nói là nhà thờ này nằm ở trên đường Nguyễn Trãi, quý vị và các bạn ạ. Nhà thờ này nằm ở trên đường Nguyễn Trãi. Rất tiếc là cái phía ngoài nhà thờ thì lại không có, cho nên không rõ là tôi sẽ lấy cái địa chỉ. Thôi mình lấy cái địa chỉ liền kề đi. Đối diện của nhà thờ là đường Nguyễn Trãi. Đây, tôi sẽ quay để mà phục vụ quý vị và các bạn, mà cũng là phim tư liệu cho chính bản thân tôi luôn nha. Sẽ mà thật thiếu sót nếu hồi nãy mà nói cha chánh xứ mà nghe được cái câu mà nhà thờ không có tên là chết luôn á nha. Rồi, quý vị và các bạn thấy rồi. Nhà thờ Thánh Tâm ở số 49 Nguyễn Trãi, thị xã Gò Công. Quý vị và các bạn thấy không? 49 Nguyễn Trãi, thị xã Gò Công. Tháp cao quá anh ơi, quay không tới. Thu cái ống kính vô. Thu ống kính không được. Được. Em vặn cái này này, đừng có vặn cái này. Rồi, không. Lấy hết cỡ này bạn. Lấy hết cỡ. Hết rồi. Nữa. Không, đừng có vặn cái này. Rồi, quý vị và các bạn sẽ từ từ tiến vào trong nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Quý vị và các bạn thấy không? Phía ở trên có tượng Chúa Giêsu. Không rõ là cái nhà thờ xây dựng từ thời điểm nào. Tuy nhiên rằng là chúng ta sẽ từ từ biết bước vô nhà thờ. Thì quý vị và các bạn thấy không, cái phía trên cái tháp chuông rất là cao. Cái tháp chuông hai bên rất là cao. Có thể là cái máy của tôi nó cũng mang tính chất tương đối nên không thể lấy hết toàn bộ. Đây quý vị và thấy. Thánh Tâm Giêsu là vua. Đây quý vị và các bạn thấy không? Chắc có lẽ là cái nhà thờ xây từ thời Pháp, cho nên có một số tiếng Pháp. Có một số tiếng Pháp. Rồi chúng ta từ từ. Do là ngày bình thường cho nên nhà cổng nhà thờ đã đóng. Hôm nay thì tôi đi vào ngày thứ tư quý vị và các bạn ạ. Tôi đi vào ngày thứ tư. Mấy anh chị và các bạn biết tiếng Pháp thì dịch nha. Tôi thì tôi chỉ biết được sơ sơ tiếng Anh, và cũng không rõ là cái nội dung của
những cái câu chữ tiếng Pháp là có nghĩa là gì. Nếu mà quý ông bà cô bác mà coi những cái video này mà thấy rằng cái chữ tiếng Pháp này mấy quý chị biết á, thì cũng có thể dịch lại và để lại comment ở phía dưới này. Đây, tôi quay tặng quý vị và các bạn. Đây, đây là cái chữ trong cái nội dung của quý vị và các bạn thấy không? Cái chữ này thì chắc mình không biết nó. Rồi, một dòng quay tặng quý vị và các bạn ha. Thực ra thì theo tôi đoán thì cái nhà thờ cũng làm khá lâu. Bên cạnh nhà thờ thì có trường học. Thông thường thì cũng như một số cái nhà thờ thì bên phía ngoài thì sẽ có cái tượng đài Đức Mẹ. Con đến trước tòa nữ vương uy quyền, dân hồn dân xác, dân cõi lòng yêu mến. Phó trót nơi mẹ tấm thân nhỏ hèn, để đời con luôn vui sống bằng yên. Hỡi Maria xin mẹ nhận lấy, tấm thân xác hồn con đến hiến dâng. Quyết chí thánh hóa nhờ mẹ trong mẹ, vững chí chiến đấu vì mẹ trong mẹ. Nước mẹ thống trị chiến sĩ lên đường mới, xây đắp vinh quang nước cha muôn đời. Bài hát này tôi đã hát cách đây khi là xưng tội rước lễ lần đầu, quý vị và các bạn. Tại thời điểm đó tôi còn nhớ một cái cảm giác lần đầu tiên rước lễ và dâng trọn hồn và xác cho Đức Mẹ. Thì nếu quý vị và các bạn cùng tôi là những người cùng tôn giáo thì quý vị và các bạn sẽ biết được rằng bạn nữ, quý bà, quý cô, quý chị, quý em chọn Đức Nữ Maria làm quan thầy và chọn luôn cả cái ngày gọi là ngày bổn mạng. Thì tôi cũng là một người trong số đó chọn Đức Maria làm bổn mạng, và đúng là hôm nay là ngày lễ quan thầy của tôi, ngày 15 Đức Tháng 8, ngày Đức Mẹ hồn xác lên trời. Thôi thì một chút quay để tặng quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn biết rằng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.